lại với Machino và mình là Thảo Diên. Essential Phone là chiếc điện thoại Android được thiết kế bởi chính cha đẻ của hệ điều hành này là Andy Rubin đã thực sự nổi bật trên thị trường thiết kế từ thời điểm đầu nó ra mắt. Với một thiết kế đẹp, khác biệt so với phần còn lại trên thị trường, cùng với những đánh giá tích cực từ nhiều chuyên gia, những tưởng sẽ có một mức doanh số tốt trên chiếc điện thoại này đến từ một startup trị giá tới 1,2 tỷ USD. Nhưng không phải, bởi theo một số thống kê mới nhất từ nhóm nghiên cứu thị trường đã ước tính doanh số thực tế khi bán ra của chiếc điện thoại Essential Phone tức từ ngày 9 tháng 9 cho đến nay chỉ đạt khoảng 5.000 máy. Đây thực sự là một con số không lớn nếu không muốn nói là quá nhỏ so với mặt bằng chung trên thị trường điện thoại thông minh hiện nay. Lấy một phép so sánh đơn giản là 5.000 máy Note 8 đã được Samsung tiêu thụ chỉ trong vòng 30 phút, hoặc với OnePlus 5 thì là 500.000 máy. Nhiều lý do được đưa ra cho những điểm yếu kém về doanh số của chiếc Essential Phone như năng lực sản xuất hạn chế của bên cung ứng, hay là giá đắt so với mặt bằng chung, hay là vấn đề yếu kém khi không kết hợp với nhiều nhà mạng để hạ giá thành xuống khi đến tay khách hàng, cũng như là liên tục trễ hẹn tại nhiều thị trường khác là những nguyên nhân dẫn đến thất bại do chiếc điện thoại từng được mệnh danh là đối thủ trực tiếp của iPhone X vào cuối năm nay. Ngày hôm nay, ngày 29 tháng 9 là thời điểm chiếc Galaxy Note 8, smartphone cao cấp nhất của Samsung chính thức đổ bộ nước ta, nhưng đã có một số cửa hàng thông báo từ vài hôm trước rằng phải đến giữa tháng 10 thì những khách hàng đặt hàng mới có được máy. Nhiều cửa hàng và hệ thống siêu thị điện thoại lang lo rằng Galaxy Note 8 năm nay sẽ cháy hàng, không có đủ để giao cho khách hàng đặt mua trước, thậm chí là càng sát ngày mở bán, khách hàng mua lại càng tăng. Ghi nhận từ một số hệ thống bán lẻ cho thấy nhiều nơi, lượng đặt hàng Galaxy Note 8 vượt dự tính quá nửa nên chưa được hẹn thời điểm giao hàng máy cụ thể. Số lượng đơn đặt hàng Galaxy Note 8 hiện đã tăng hơn 30% so với Note 7 năm ngoái, và tại một số nơi thì số người đặt cọc tiền 100% còn đạt kỷ lục. Một số cửa hàng đang dự kiến mở thêm chương trình đặt hàng thứ 2, rồi thứ 3 vì chương trình đầu tiên nhanh chóng hoàn thành đủ số lượng. Có nhiều lý do khiến Galaxy Note 8 trở thành ngôi sao trên thị trường smartphone hiện giờ. Bản thân sản phẩm này đã hấp dẫn người dùng nhờ các công nghệ, tính năng mới nhưng vẫn được Samsung và các nhà bán lẻ đẩy mạnh đầu tư kích cầu. Với mức giá niêm yết là 22,5 triệu đồng, Galaxy Note 8 là chiếc smartphone đắt nhất của Samsung nhưng cũng là điện thoại được ưu đãi nhiều nhất. Ngoài những quà tặng của hãng như ốp lưng, sạc không dây hay gói bảo hiểm ưu đãi, các cửa hàng còn chạy đua về số lượng quà tặng mà họ tự tặng thêm để lôi kéo khách hàng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng Galaxy Note 8 đã gặp thiên thời địa lợi do bộ đôi iPhone 8 hay là 8X hiện vẫn chưa bán chính thức tại nước ta, còn các đối thủ khác trên phân khúc cao cấp hơn thì chưa có một mẫu điện thoại nào xứng tầm với Note 8 ở thời điểm này. Trong thông tin mới nhất về tiến độ khắc phục sự cố xảy ra vào ngày 27 tháng 8, tuyến cáp AAG VNPT cho biết vào lúc 10 giờ ngày 26 tháng 9, đối tác quốc tế đã xử lý được điểm lỗi trên phân đoạn S2, đồng thời khắc phục được dung lượng bị mất liên lạc trực tuyến tại Mỹ. Đồng nghĩa với việc là toàn bộ dung lượng trên tuyến cáp quang biển quốc tế đã được khôi phục. Như vậy, so với kế hoạch dự kiến được trung tâm điều hành tuyến cáp quang báo với nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam, công tác sửa chữa khắc phục sự cố đã hoàn thành sớm hơn 3 ngày. Cụ thể, trong thông báo tin cập nhật ngày 26 tháng 9, cùng với việc thông báo nhánh S1 hướng Việt Nam, Hồng Kông của tuyến cáp AAG đã được sửa xong, hoàn thành cấu hình nguồn vào 2 giờ 40 sáng ngày 25 tháng 9. Trung tâm điều hành tuyến cáp quang biển cũng cho biết dự kiến thời gian thực hiện mối hàn đầu tiên và cuối cùng trên nhánh S2 hướng Hồng Kông, Philippines của AAG lần lượt là 27 tháng 9 và 29 tháng 9. Với tuyến cáp quang biển liên Á thì theo kế hoạch sửa chữa khắc phục sự cố được trung tâm điều hành tuyến cập nhật ngày 25 tháng 9, dự kiến tàu biển của đối tác đến vị trí lỗi, vị trí đứt cáp trạm cập bờ Hồng Kông 54 km và bắt đầu sửa chữa vào ngày 26 tháng 9. Thời gian và hoàn thành công tác khắc phục sự cố trên tuyến cáp này dự kiến là vào ngày mai là ngày 30 tháng 9. Theo thống kê, cả hai tuyến cáp liên Á và AAG đều đã nhiều lần gặp sự cố. Trong năm nay, tuyến cáp liên Á đã 4 lần gặp sự cố, lần lượt vào các ngày mùng 10 tháng 1, ngày 11 tháng 1, ngày mùng 4 tháng 3 và ngày 27 tháng 8. 3 lần gặp sự cố của tuyến cáp AAG trong năm 2017, lần lượt là vào ngày 18 tháng 1, ngày 18 tháng 2 và ngày 27 tháng 8. Như vậy là thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Mac Daily ngày 29 tháng 9 của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!